Trong video này thì sẽ hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo Facebook một cách chuyên sâu nhất các bạn nha. Hello bạn ha, mình Thiện đây. Trong video này thì sẽ hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo Facebook một cách chuyên sâu nhất các bạn nha. Được không ạ? Thì để mà các bạn chạy quảng cáo Facebook nó hiệu quả, nó ra nhiều đơn á, nó chuyển đổi cao á, thì bắt buộc các bạn phải tối ưu được 3 tiêu chí sau. Được không ạ? Tiêu chí thứ nhất đó là tối ưu được target khách hàng mục tiêu. Target khách hàng mục tiêu, đây là cái nhóm đối tượng khách hàng mà họ xem cái quảng cáo của bạn, cái nhóm khách hàng mà họ thấy quảng cáo của bạn đấy. Rồi yếu tố thứ hai bạn cần tối ưu đó là tối ưu mẫu quảng cáo, được không ạ? Cái mẫu quảng cáo tức là cái mà khách hàng họ xem, cái mà đối tượng khách hàng này họ xem đấy các bạn, được không ạ? Khách hàng họ có quyết định là liên hệ bạn mua hàng hay không, khách hàng họ liên hệ bạn là để được tư vấn miễn phí hay không, thì nằm ở chỗ này, được không ạ? Rồi một tiêu chí cuối cùng đó là tiêu chí kỹ thuật gà đẻ trứng vàng, được không ạ? Bạn phải nắm chắc cái kỹ thuật này để làm chi vậy? Để bạn test những cái mẫu quảng cáo nào nó hiệu quả, cái chiến dịch nào nó hiệu quả, thì bạn tập trung, bạn dồn nguồn lực vào, bạn chạy cái chiến dịch đó để bạn mang khách hàng về nhiều nhất, được không ạ? Với một chi phí ít nhất nhưng chúng ta có nhiều khách hàng nhất, thì được gọi là kỹ thuật gà đẻ trứng vàng các bạn nha. Thì trong cái video ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn bạn chạy quảng cáo Facebook bằng cái tệp đối tượng target khách hàng mục tiêu mà cực kỳ chuyên sâu luôn, được không ạ? Thì khi các bạn tối ưu được cái tệp target khách hàng nè, tối ưu được những cái khách hàng, những cái đối tượng mà họ xem được quảng cáo chúng ta, thì rõ ràng là quảng cáo chúng ta trên Facebook sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều lần các bạn nha, được không ạ? Thì hiện tại trên YouTube không có ai mà hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật chuyên sâu như vậy, được không ạ? Ok, thì để các bạn tối ưu được cái target khách hàng mục tiêu nè, thì chúng ta dùng cái tệp đối tượng tùy chỉnh thôi nha, dùng cái tệp đối tượng tùy chỉnh trong cái quảng cáo Facebook, được không ạ? Để chúng ta chạy quảng cáo Facebook nó hiệu quả nhất. Thì để các bạn tạo được tệp đối tượng tùy chỉnh thế nè, và các bạn chạy được quảng cáo Facebook bằng cái tệp đối tượng này, thì chúng ta cần qua 4 bước thôi nha, 4 bước. Và thầy hướng dẫn các bạn từng bước một, được không ạ? Thì sẽ đi qua từng bước cho các bạn hiểu này. Bước đầu tiên đó là chúng ta dùng phần mềm quét data khách hàng thôi nha. Chúng ta cần phải có tool, được không ạ? Để quét data khách hàng mà chúng ta mong muốn. Thì tại sao chúng ta cần phải quét data khách hàng? Tại vì chúng ta quét data khách hàng thì sao ạ? Chúng ta sẽ có chuyển đổi cao hơn nha. Tại vì sao? Tại vì Thiện giải thích cho bạn này. Giả dụ Thiện có khóa học là combo khóa học marketing online 5 trong 1, được không ạ? Thiện có khóa học này và Thiện muốn chạy quảng cáo trên Facebook để Thiện bán khóa học này, được không ạ? Thì khóa học này vừa học quảng cáo Facebook ads này, học quảng cáo Google ads này, học YouTube ads này, học SEO này, học thiết kế landing bán hàng này. Thì đối tượng khách hàng mục tiêu mà Thiện muốn hướng đến lại đó là những cái bạn sale, những bạn liên quan công việc bán hàng. Còn ai nữa những cái chủ doanh nghiệp, những cái người mà đang kinh doanh online mà có thể là tiếp cận khách hàng không được, được không ạ? Không biết cách tiếp cận khách hàng trên online. Đấy, đó là những đối tượng khách hàng mà thì muốn hướng đến. Thì ở trên Facebook nó có những cái group các bạn. Đây, được không ạ? Nó có những group ví dụ như là học bán hàng Shopee này, rồi Shopee chia sẻ kinh nghiệm bán hàng này, rồi cộng đồng bán hàng Shopee này. Thì bạn thấy đây, cái tên là bạn đủ hiểu rồi. Cộng đồng bán hàng, được không ạ? Thì chắc chắn những người này là toàn là chủ doanh nghiệp hoặc là những cái chủ shop. Đấy, rồi group chia sẻ kinh nghiệm bán hàng. Đấy, thì toàn đều là chủ shop hoặc là những người đang kinh doanh online thôi, được không ạ? Thì đúng cái tiệp đối tượng khách hàng mà chúng ta muốn rồi. Thì chúng ta làm gì ạ? Ở cái group này nè, có 140k thành viên. 140k là 140.000 thành viên thôi nha. Ở group này nè, 9.9.000 thành viên, được không ạ? Tất cả các chủ shop, các chủ doanh nghiệp, tất cả đối tượng khách hàng mục tiêu nó gom group này hết trơn rồi nè. Nó đã gom vào đây rồi thì chúng ta chỉ cần đi khai thác thôi. Chúng ta đi lấy ra khai thác, được không ạ? Thì các bạn chơi Facebook á, các bạn cũng biết rồi đấy. Mỗi người chúng ta, được không ạ? Mỗi cái tài khoản Facebook luôn, giống như tài khoản Facebook của Thiện này, thì đều có cái UID, được không? Thì vào Facebook của mình nha, đều có cái UID khác nhau, giống như số chứng minh nhân dân của bạn vậy. Mỗi người chỉ có một cái ID khác nhau thôi, được không ạ? 140k thành viên hay là 9.9k thành viên này, thì mỗi người như vậy đều có một cái UID khác nhau, được không ạ? Thì nhiệm vụ chúng ta là chúng ta đi dùng phần mềm, chúng ta đi quét cái UID của từng người một, tức là chúng ta đi quét cái tài khoản của họ, được không ạ? Đi quét cái tài khoản của họ và chúng ta quảng cáo đến họ, được không ạ? Bằng cách ví dụ như chúng ta chạy quảng cáo này, bằng cách là họ lướt lướt như thế này thôi, được không ạ? Họ chỉ cần truy cập vô Facebook của họ thôi là họ có thể thấy quảng cáo chúng ta. Đấy, thì chúng ta quảng cáo chuyển đổi rất là cao, bạn hiểu không ạ? Đấy, thì bắt buộc các bạn cần phải có phần mềm để bạn quét những cái UID này, để bạn lấy những tiệp đối tượng khách hàng này ra, để bạn chạy quảng cáo đến họ, được không ạ? Thì đó là bước đầu tiên. Rồi khi các bạn đã quét được cái data khách hàng rồi á, thì bước thứ hai đó là các bạn phải xử lý data khách hàng, được không ạ? Thì quay lại này, ở đây chúng ta có nhiều group như thế này, được không ạ? Ở đây chúng ta có nhiều group như thế này, thì một UID tức là một cái tài khoản Facebook này, họ có thể truy cập vào nhiều group, được không ạ?
họ để tham gia group này, tham gia group này được không ạ? Họ để tham gia nhiều group khác nhau, dù nhấp vào đây các bạn, đấy tham gia này, để nhấp vào này, tham gia này, có nghĩa là một người như vậy họ có thể là tham gia rất là nhiều group, và khi các bạn dùng phần mềm bạn quét á, thì chắc chắn đều nó phải trùng với nhau, nó trùng lập với nhau được không? Mà khi nó trùng lập với nhau mà các bạn không có xử lý data, các bạn không lọc trùng đó, các bạn chạy quảng cáo đến đó, thì rõ ràng đều là các bạn sẽ bị quảng cáo một người mà rất là nhiều lần, thì như vậy cái chi phí quảng cáo bạn tăng cao được không? Thì do đó chúng ta cần phải có bước thứ hai này, đó là xử lý data khách hàng, chúng ta lọc trùng được không ạ? Rồi xong bước thứ hai rồi ạ, chúng ta qua bước thứ ba, đó là chúng ta đi import data khách hàng được không ạ? Đi import data khách hàng mà chúng ta quét được đó lên cái tài khoản quảng cáo Facebook Business được không ạ? Lên tài khoản quảng cáo Facebook Business và chuyển đổi cái data khách hàng này trở thành cái tiệp đối tượng khách hàng tùy chỉnh ở trong cái tài khoản quảng cáo Facebook Business được không ạ? Các bạn phải dùng tài khoản quảng cáo Facebook Business thì các bạn mới làm được nha. Còn nếu như các bạn là tài khoản quảng cáo Facebook cá nhân á, thì các bạn sẽ không import data khách hàng được không ạ? Không import data khách hàng và chuyển đổi nó thành cái tiệp đối tượng khách hàng tùy chỉnh được nha, được không ạ? Thì lưu ý phần đó. Rồi xong cái bước thứ ba này, chúng ta đã có tiệp đối tượng khách hàng tùy chỉnh này rồi, thì chúng ta làm cái gì? Thì các bạn chỉ cần set up chiến dịch quảng cáo Facebook hiệu quả được không ạ? Bằng cái tiệp đối tượng tùy chỉnh mà chúng ta vừa import lên đấy. Thì đó là bốn bước trong cái video ngày hôm nay mà thầy hướng dẫn các bạn chi tiết để giúp các bạn là chạy quảng cáo Facebook nó hiệu quả nhất, được không ạ? Và thầy cũng nhấn mạnh nha, đây là kiến thức vô cùng là chuyên sâu, được không ạ? Các bạn cần phải xem đi xem lại video này có thể là một hai lần để các bạn mới làm được, rất là chuyên sâu các bạn nha. Ở trên YouTube chưa có ai chia sẻ luôn, được không ạ? Đây là kiến thức đỉnh của Facebook Ads các bạn nha. Đấy, ok, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn bạn từng bước nha. Bước đầu tiên đó là các bạn cần phải dùng phần mềm quét data khách hàng trên Facebook. Thì bắt buộc các bạn phải có tool nha, phải có phần mềm nha. Và có tool phần mềm rồi á, các bạn cần biết cách quét nữa, được không ạ? Thì nếu như các bạn chưa có phần mềm và chưa biết cách quét như thế nào á, thì các bạn lên YouTube nha, lên YouTube giúp thiện. Bạn lên youtube.com này, rồi bạn sẽ gõ từ khóa là tool quét data khách hàng chạy quảng cáo Facebook cộng với tên thương hiệu, thì là Lâm Thanh Thiện nha, Lâm Thanh Thiện. Bạn bấm enter. Rồi đây các bạn nha, đây video này được không ạ? Tool chạy quảng cáo Facebook quét data khách hàng số điện thoại, Gmail, UID gì đó. Các bạn xem và làm theo video này thì các bạn sẽ hoàn thành được bước đầu tiên, đó là quét data khách hàng trên Facebook, được không ạ? Rồi khi các bạn quét data khách hàng trên Facebook rồi, thì khi các bạn đã có những cái data khách hàng, đúng không ạ, ở nhiều group khác nhau rồi, thì bước tiếp theo là chúng ta để xử lý data khách hàng các bạn nha. Đấy, xử lý như thế nào? Thì ví dụ này, ở đây Thiện có quét hai group, đúng không ạ? Hai group mới quét các bạn, để làm ví dụ cho các bạn. Còn những group trên này thì nó quét rồi, có thể nó import vào cái tài khoản quảng cáo Facebook Business rồi, được không? Chuyển đổi tất cả cái data này, đúng không ạ? Tất cả data này các bạn nha, trở thành cái tiệp đối tượng tùy chỉnh rồi, được không ạ? Chỉ còn hai tiệp này Thiện chưa chuyển đổi thôi. Thiện để dành lại và Thiện hướng dẫn cho các bạn, được không ạ? Bây giờ Thiện mở lên này. Đấy, thì khi các bạn dùng tool quét data khách hàng á, thì các bạn sẽ có file tài liệu như thế này này. Đấy, nó có UID, phải không? Thì còn quét thêm những một số thông số khác, ví dụ như là giới tính này, birthday này, email, số điện thoại này, nhưng mà Thiện chưa có lấy ra. Đấy, những ai có số điện thoại này nó sẽ vô luôn nha. À, như bạn thấy này. Đây, được không? Có cái tài khoản này này. Đấy, 0981 gì này, được không? Nhưng mà hiện nay YouTube nó đang quét cái tình trạng cá nhân rất là nhiều nha, cho nên Thiện sẽ xin phép là che đi 4-5 số gì đó, được không? Để mà tránh cái luật của YouTube nó khóa cái kênh của Thiện thôi, được không ạ? Rồi, quan trọng nhất là cái UID các bạn. Khi bạn có data khách hàng này rồi, các bạn copy hết cái đoạn UID này, được không? Đấy, nó rất là dài các bạn nha. Thì bạn kéo như vậy rất là lâu, được không? Nó 8-9 ngàn lần mà bạn kéo như vậy rất là lâu, Thiện dùng cái lệnh này các bạn. Bạn nhấp vào cái dòng đầu tiên này, được không? Bạn bấm là Ctrl Shift cộng với cái mũi tên xuống dưới nha, mũi tên dưới. Đấy, thì nó di chuyển ngay lập tức đến cuối cùng của cái trang tính luôn. Đấy, cái hàng cuối cùng luôn, theo cái hàng mà cuối cùng mà chứa dữ liệu nha. Đấy, ở đây nó 7711 dữ liệu, tức là 7711 UID, tức là 7711 tài khoản Facebook cá nhân, được không ạ? Bây giờ copy tất cả cái UID này đó, bạn mở trình duyệt lên, được không? Bạn vào Google cho Thiện nha, google.com. Đấy, và sau đó bấm vào chín dấu chấm nha, và bấm vào trang tính, được không? Để chúng ta lọc trùng, lọc trùng trên trang tính này nó rất là dễ. Đấy, bạn bấm vào dấu cộng này để bắt đầu bản tính mới, được không? Bấm vào đây. Đấy,
Thì bây giờ nhiệm vụ các bạn là cứ bắt thôi. Bạn Ctrl V bạn dán ra. Đúng, bạn dán tất cả dữ liệu data vừa đi mà chúng ta vừa copy ở cái bảng này, được không? Chúng ta sẽ dán vào đây. Đấy, ngay lập tức nó vào, thấy không? Đấy, mà khi nó vào này, tự động nó sinh ra cái hàng. Cái hàng là sheet gì này, không thấy không? Sheet JS gì này. Bạn xóa cái hàng này cho Thiện nha. Xóa hàng này đi. Đấy, xóa hàng. Rồi, thì như vậy là bạn đã có được cái data đầu tiên, được không ạ? Rồi, thì tiếp theo á, bạn sẽ quay trở lại cái tiệp UD bạn quét được này, được không? Bạn quay trở bên ngoài. Đấy, bạn lại trở lại cái group thứ hai, cái group tiếp theo mà bạn muốn nhập vào, được không? Ví dụ như là ở đây là TikTok Shop Việt Nam này, mở lên. Đấy. Rồi là kéo gọng ra. Đấy, chọn cái hàng đầu tiên nha. Sau đó bấm Ctrl Shift cộng mũi tên xuống dưới, được không? Đấy. Nó chọn hết luôn, cái tiệp này là bao nhiêu đây? 2.500 thôi, có 2.500 thôi. Được không? Tuy nó ít nhưng mà các bạn quét hàng chục group như vậy, được không? Hàng chục group như vậy bạn nghĩ đi. Bao nhiêu data? Rất là nhiều. Và bạn nhớ điều á, tuy nó ít hạt nhưng mà nó rất là chất lượng. Đấy, tất cả là chủ shop, tất cả là những kinh doanh, được không ạ? Thì gõ gạo điều là chúng ta đang bán cái gì? Chúng ta đang cung cấp một cái khóa học marketing online, được không? Đâu rồi, đây này. Một khóa học marketing online để giúp những cái chủ doanh nghiệp, để giúp những người bán hàng hay giúp những cái bạn sale tiếp cận khách hàng nó hiệu quả hơn. Thì gõ gạo đó là giải pháp cho họ, được không ạ? Chúng ta nhắm khách hàng đó là quá trời gọi là chi tiết rồi. Đấy, thì chắc chắn một điều á là tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ cao hơn rất là nhiều lần, được không ạ? Rồi, chúng ta quay đây, được không? Đây nha, tiệp 2.500 này. Bạn lại Ctrl C copy tiếp, được không? Copy tất cả UD này. Đấy, bạn mở lên cái trang tính này. Rồi, thì bây giờ nó rất là dài, bạn kéo như vậy nó rất là lâu, được không? Kéo như vậy cũng được, nó hơi khá lâu. Thì thông thường á Thiện chọn rất là nhanh á là Thiện bấm vào đây này. Rồi Thiện bấm là Ctrl on rồi nút xuống dưới nha. Đấy, ngay lập tức nó di chuyển xuống dưới luôn. Bạn thấy không? Ctrl on cái nút mũi tên xuống bạn. Ngay lập tức nó xuống tới cái dòng cuối cùng luôn, chứa dữ liệu data. Như vậy rất là nhanh. Rồi đây là hết data này, bạn bấm vô thêm. Đấy, thêm 1.000 data vào. Đấy, rồi khi nó thêm 1.000 vào nút ở dưới rồi, bạn bấm Ctrl on mũi tên dưới nữa, được không? Cho nó di chuyển đến cái chỗ là cái dòng cuối cùng chứa dữ liệu data. Rồi sau đó bạn nhấp xuống dưới một dòng nha. Bạn lại Ctrl V. Bạn dán tất cả dữ liệu data vô đi ở bên kia vào, được không? Thì khi dán vào nó sinh ra cái dòng này, thì bạn xóa dòng này đi. Đấy, xóa hàng đi. Rồi, thì tương tự như vậy, bạn có 10 group, bạn có 100 group thì bạn bỏ vào hết, được không? Thì bạn đã có cái cột mà chứa tất cả cái UD mà các bạn muốn rồi, chứa tất cả các tài khoản Facebook mà bạn muốn quảng cáo đến họ rồi. Thì bây giờ bạn sẽ đi lọc trùng đó bằng cách là bạn nhấp vào cái cột này, được không? Nhấp vào cột này, sau đó bạn chọn dữ liệu, sau đó bạn kéo xuống bên dưới này, nó phần là dọn sạch dữ liệu, được không? Bạn gà chuột qua, nó có phần là xóa bản trùng lập này, bạn thấy không? Bạn nhấp vào, đấy, ở đây nó ghi này, cột cần phân tích, cột B, chính xác rồi. Rồi bạn chọn là xóa hàng trùng lập, đấy. Nó ghi nè bạn, đã tìm thấy và xóa 2 hàng trùng lập, còn lại là 10.268 hàng duy nhất, được không ạ? Có nghĩa là chúng ta chạy quảng cáo đến 10.268 cái tài khoản Facebook mà duy nhất, được không ạ? Ok. Rồi thì bước tiếp theo á là các bạn sẽ nhấp vào cái dòng đầu tiên của cái cột chứa data nha. Bạn bấm giúp Thiện là Ctrl Shift vào cái mũi tên xuống dưới, được không? Để chọn hết cái dữ liệu data này. Sau đó bạn bấm Ctrl C, bạn copy, được không? Rồi sau đó bạn lại mở phần mềm Notepad lên. Bạn chỉ cần gõ tìm kiếm ô bên dưới là Note thôi, được không? Nó sẽ phần Notepad này, bạn mở lên. Rồi bạn sẽ Ctrl V, bạn dán vào tất cả dữ liệu vào đây, được không? Rồi bạn lưu lại thôi, bạn bấm File này, bấm Save này. Rồi bạn chọn thư mục lưu. Đấy, trong trường hợp này chọn UD này. Rồi, mà cái này Shopee thì nó nằm trong mục là bán hàng online. Thì cho cái thư mục bán hàng online. Thì đặt tên này, đấy, Shopee new đi. Đấy, thì đặt tên như phân biệt thôi. Để chút nữa Thiện vào phần mềm, Thiện import tất cả cái UID này, chuyển đổi thành đối tượng tùy chỉnh. Đấy, bấm save lại. Rồi, tắt này đi. Rồi, thì đó là bạn hoàn thành cái bước thứ hai, đó là xử lý data khách hàng, được không ạ? Chúng ta sẽ qua bước thứ ba, đó là chúng ta đi import data khách hàng này lên cái tài khoản quảng cáo Facebook Business và chúng ta chuyển đổi nó tạo cái tệp đối tượng tùy chỉnh, được không ạ? Ok, thì những hướng dẫn bằng đây. Thì lúc này các bạn có thể mở phần mềm lên bạn nha. À, bạn phải có phần mềm nha. Đây thì nó có phần mềm rồi, được không? Rồi các bạn mở cái tài khoản Facebook mình lên này. Đấy, vào Facebook của bạn nha. Phần mềm này nè, nó đăng nhập bằng token, được không? Asset token này. Thì các bạn phải mở Facebook bằng lên đấy. Tài khoản Facebook cá nhân của bạn á. Rồi bạn hãy lấy token. Rồi sau đó bạn bấm thì là Instagram nha. Đấy. Bạn bấm Instagram, tức là cái tài khoản Facebook này nè,
nó phải có Instagram, được không? Rồi thì đang hướng dẫn cho các bạn mà ngoài kia trời mưa rồi các bạn nha, không biết các bạn nghe rõ không thì sẽ cố gắng nói lớn volume nữa các bạn nhé, được không ạ? Thì khi các bạn đã đăng nhập được tài khoản Instagram của mình nè bằng tài khoản Facebook nha, được không? Đấy thì khi các bạn vừa đăng nhập Facebook này, vừa đăng nhập cái Instagram này, các bạn mới dùng cái phần mềm này, được không? Đấy, bạn bấm là Get Token Simple S, rồi bạn lại bấm vào phần mềm này lần nữa, bạn bấm là Get Token Simple S lần nữa. Đấy, trên này các bạn token này thấy không, bạn copy cái dòng lệnh này. Đấy, bạn mở phần mềm này lên, bạn nhập vào. Đấy, rồi bấm đăng nhập nha. Đấy, ghi đăng nhập thành công nữa các bạn, bấm OK. Đấy thì như vậy nó sẽ ra được cái giao diện như thế này, bạn thấy không? Rồi sau đó bạn hãy chọn tài khoản quảng cáo để bạn tạo đối tượng lên nha. Ở đây nè, chỗ tạo đối tượng này, bạn chọn tài khoản quảng cáo này. Mà tài khoản quảng cáo của bạn phải là Facebook Business các bạn nhé, được không? Tài khoản Facebook Business thì các bạn mới tạo được. Đây, rồi tạo đối tượng, ví dụ thì ghi là Shopee 2 đi. Rồi mô tả ghi như vậy luôn. Rồi sau khi bạn viết mô tả xong rồi bạn bấm tạo đối tượng nha. Tạo đối tượng này. Rồi khi bấm tạo đối tượng xong á, bạn cứ quay qua đây, bạn chọn tài khoản quảng cáo. Mục đích của nó là bạn tạo đối tượng xong á thì bạn sẽ add cái đối tượng này nè, bạn sẽ thêm đối tượng này nè vào tài khoản quảng cáo bên đây, được không? Bạn chọn tài khoản quảng cáo này. Đấy thì ngay lập tức nó Shopee 2 nó vô, bạn thấy không? Tên đối tượng nó vô rồi các bạn. Nó vô rồi, bây giờ bạn nè, chọn file chứ UD. Lúc này bạn upload cái file UD lên, được không? Bạn chọn file này. Đấy, bạn chọn thư mục hồi nãy là hiện lưu là UD đúng không? Cái bán hàng online đúng không? Rồi cái Shopee đâu rồi? Đây Shopee new, hồi nãy mình lưu Shopee new nha. Đấy. Rồi bạn open lên. Đấy, rồi bấm là thêm người dùng vào. Ngay lập tức nó sẽ import vào, thấy không? Tình trạng upload này, nó sẽ upload cái UD này lên, cái file đối tượng lên, cái tệp data khách hàng này lên, trở thành cái đối tượng tùy chỉnh trong cái tài khoản quảng cáo Facebook Business của chúng ta. Rồi thì đó là bước thứ ba, được không? Bước thứ ba. Sau đây chúng ta sẽ chuyển qua bước thứ tư, đó là thầy sẽ hướng dẫn bạn lên chiến dịch quảng cáo Facebook hiệu quả bằng tệp đối tượng tùy chỉnh trên Facebook Ads các bạn nha, được không ạ? OK, bây giờ các bạn sẽ đăng nhập vào cái tài khoản quảng cáo Facebook Business của bạn nha. Đây, đây là trình quản lý quảng cáo trên Facebook, được không ạ? Thì khi bạn truy cập đây rồi á, bạn bấm tạo nha, bấm tạo. Đấy, lúc này bạn chọn mục tiêu chiến dịch thôi. Thì để làm ví dụ các bạn á, thì Thiện có cái khóa học này, cái khóa học combo marketing online 5 trong 1 này, được không? Học Facebook Ads, học Google Ads, học YouTube Ads, học SEO, học thiết kế lên để bán hàng này, được không? Đấy, thì Thiện có cái bài viết này, Thiện đã tối ưu cái mẫu quảng cáo rồi nha. Đấy, thì bây giờ thì cho đi lấy cái bài này, thì đi chạy quảng cáo trên Facebook để bán hàng, được không ạ? Thì muốn á là khách hàng họ nhấp vào chữ nhận ưu đãi này, được không? Nó nhấp vào quảng cáo này thì nó chuyển sang một trang landing page của nhà, một trang landing page bán hàng, được không? Đấy, thì có trang landing page này. Đấy, internet.khoahocmartinonline.net, được không? Đấy, thì trang landing page này thì nó thiết kế rồi, thì nó tối ưu rồi, được không? Thì khách hàng họ hãy dẫn vào đây và họ xem tất cả các mô tả về cái khóa học này, được không ạ? Cái giới thiệu về khóa học này. Đấy, họ cảm thấy OK, phù hợp rồi thì họ bấm đăng ký ở đây. Đấy, thì ra form cho họ đăng ký thôi, được không ạ? Thì bây giờ Thiện sẽ chọn cái mục tiêu chiến dịch ở đây á là lưu lượng truy cập của nha. Lưu lượng truy cập tức là dẫn người dùng từ Facebook, được không? Dẫn người dùng từ cái việc mà họ xem quảng cáo Facebook nè, qua cái trang landing page hoặc là qua trong website bạn có nha, nếu dùng có website. Đấy, mà trong trường hợp này á, là Thiện mong muốn á là qua trang landing page, được không? Đấy, thì mình chọn cái mục tiêu đây là lưu lượng truy cập, rồi sau đó bấm tiếp tục. Rồi thì nó sẽ ra giao diện như thế này. Ở đây bạn đặt tên chiến dịch lại nha. Đấy, ví dụ Thiện đặt là combo này, khóa học marketing online 5 trong 1. Rồi thì ghi ra tiệp đối tượng, tiệp đối tượng tùy chỉnh. Đấy, Thiện giả dụ đặt tên như vậy, được không? Rồi kéo xuống bên dưới, chọn ngân sách. Rồi phần này thì chọn là ngân sách chọn đời, Thiện chạy 4 triệu đồng, được không? Thì như vậy mình bấm tiếp nha, bấm tiếp. Nó sẽ qua bước tiếp theo, đó là các bạn tối ưu nhóm quảng cáo. Ở phần này mình đặt tên là cũng được nha, nhưng trong trường hợp này Thiện không đặt luôn. Đã Thiện chọn vị trí chuyển đổi là trang web này, Thiện kéo xuống bên dưới, được không? Cái thời gian lịch chạy thì chạy đến ngày 15 tháng 8 thôi. Đấy, OK. Thiện kéo xuống dưới này. Ở phần đối tượng đây các bạn nha, phần này hết sức quan trọng luôn, được không? Nếu như các bạn không có phần mềm, các bạn không tối ưu được cái đối tượng bằng cách là tiệp đối tượng tùy chỉnh á, thì bạn phải tự target ở đây, được không? Như các video quảng cáo Facebook trước mà thầy đã hướng dẫn các bạn, được không ạ? Nhưng cách đó nó sẽ không tối ưu bằng cách này.
Thì bây giờ Thiện sẽ không target đối tượng khách hàng theo cách này nữa, mà Thiện dùng cái đối tượng tùy chỉnh, bạn thấy không? Thiện sẽ nhấp vào đây, được không? Thì nó ra các bạn một số đối tượng này, bạn thấy không? Cái shop V2 chúng ta là chúng ta mới tải lên mà nó chưa thành công này, được không? Nó còn chưa xác định này, được không? Phần mềm đang chạy này các bạn, đấy, nó chạy thành công rồi, upload rồi, đấy, upload rồi. Nhưng mà các bạn chưa sử dụng được đâu nha. Sau khi upload thành công rồi, tầm 24 giờ sau, tức là qua ngày hôm sau, các bạn mới sử dụng được, được không? Còn trong trường hợp này thì nó tạo ra hai tiệp đối tượng lookalike, thấy không? Hai đối tượng tương tự này, đối tượng tương tự bất động sản một này, Thiện đã upload trước đó này, rồi đối tượng tương tự bán hàng một này, được không? Thì Thiện sẽ giả dụ đây là hai tiệp cái đối tượng khách hàng tùy chỉnh, đấy, Thiện chọn nó thôi, được không? Đấy, chọn nó. Thì bạn muốn chạy quảng cáo Facebook trên cái tiệp đối tượng tùy chỉnh nào á, thì bạn chọn nó thôi, được không? Thì Thiện giả dụ trong video này Thiện chọn hai đối tượng này, đấy. Thì khi các bạn chọn đối tượng tùy chỉnh rồi á, thì ở phần target này, bạn sẽ không target nha, mà để mặc định như vậy luôn, được không? Tại vì Facebook nó sẽ phân phối đến những đối tượng này thôi, mà nó sẽ không phân phối đến những đối tượng bên dưới, được không? Cho nên bạn chỉ tập trung vào phần này thôi, đấy. Rồi kéo xuống ở dưới vị trí quảng cáo. Mới đầu á, Facebook nó cho phép bạn là tự động, nhưng mà bạn đừng có dùng tự động nha, bạn nên chọn cái tùy chọn là vị trí quảng cáo thủ công, được không? Đây này, thì ở chỗ là thiết bị, thì trong trường hợp các bạn là tùy theo sản phẩm nha, sản phẩm nào mà có thể là chạy trên di động và chạy trên máy tính, được không? Thì đây tùy bạn thôi. Nhưng mà do cái sản phẩm có thể là khóa học Martin Online, cho nên là cả di động và máy tính đều được hết, được không ạ? Cho nên Thiện chọn cả hai. Đấy, rồi nền tảng á, thì Thiện chỉ muốn chạy trên quảng cáo Facebook thôi, cho nên là Thiện tắt Instagram đi, tắt Messenger đi và tắt luôn Audience Network đi, được không? Đấy, rồi ở dưới này một số vị trí quảng cáo đó các bạn, bảng feed là ok này, Facebook Marketplace, Facebook Marketplace thì cũng ok, bản tin video trên Facebook ok luôn, cột phải trên Facebook thì thông thường á, các bạn chạy hình á thì cột phải trên Facebook là ok, nhưng mà do Thiện chạy video, được không? Cái mẫu quảng cáo là video, cho nên là hình ảnh thì không được, cho nên là cái vị trí quảng cáo bên đây này, các bạn tiếp bỏ cái phần cột phải đi, đấy. Tiếp theo bên dưới Facebook Story, Facebook Story này Thiện không thích lắm, đấy, Thiện tắt luôn. Rồi Facebook View tắt luôn, trong luồng này ok. Rồi lớp phủ view tắt luôn, rồi tìm kiếm ok thì giữ lại, rồi trong bài viết tắt luôn, đấy. Thì như vậy Thiện chọn một số cái vị trí quảng cáo thôi. Rồi tiếp theo á, các bạn sẽ bấm tiếp, được không ạ? Thì như vậy chúng ta đã tối ưu được cái nhóm quảng cáo thành công rồi, chúng ta sẽ bấm tiếp để chúng ta đi tối ưu cái mẫu quảng cáo, đấy. Thì ở cái mẫu quảng cáo này bạn đặt tên lại cũng được, muốn đặt thì đặt, không đặt thì thôi, được không? Rồi kéo xuống bên dưới ở phần nhận diện này, trang Facebook, đấy, thì bạn chạy quảng cáo trên Facebook bắt buộc bạn có fanpage nha, bắt buộc phải có fanpage nha. Trong trường hợp mà các bạn không có fanpage luôn á, thì giả dụ không có fanpage luôn nha, bạn lên YouTube giúp Thiện, đấy, bạn ghi là cách tạo fanpage bán hàng cộng với tên thương hiệu của Thiện là Lâm Thanh Thiện nha, Lâm Thanh Thiện, bấm enter. Rồi ở đây các bạn, Thiện có những video hướng dẫn rất là chi tiết để giúp các bạn là tạo được fanpage bán hàng, được không? Thì khi có fanpage rồi á, các bạn quay qua đây, đấy, mình chọn fanpage thôi. Bây giờ Thiện chạy trên fanpage là GoWebDigi các bạn nha, công ty bên Thiện, được không? GoWebDigi. Rồi sau đó kéo xuống phần bên dưới ở phần thiết lập quảng cáo này, nó khá là quan trọng, được không? Bạn hãy chọn cái bài viết nào đó bằng chạy quảng cáo. Thì ở chỗ tạo quảng cáo này thì mặc định nó cho phép các bạn là có thể là tạo một cái hình ảnh này, bạn có đăng tải lên, bạn tạo trực tiếp trên đây luôn, hoặc là bạn chọn bài viết có sẵn. Thì Thiện chọn bài viết có sẵn nha. Đấy, thì khi mà Thiện chọn là sử dụng bài viết có sẵn á, thì do là cái fanpage này, fanpage web digi này, Thiện đang chạy bài viết này, được không? Thiện đang chạy trên hai chiến dịch quảng cáo khác, đấy, trên hai chiến dịch quảng cáo Facebook khác các bạn nha, cho nên mặc định nó lấy bài viết luôn, đấy. Thì do bạn thấy này, ở đây cái mục tiêu chiến dịch Thiện chạy cũng là lưu lượng truy cập trang web, thì ở đây này cái URL bạn thấy không, đấy, URL truy cập trang web này, rồi chọn nút kêu gọi hành động này là nhận ưu đãi, bạn thấy không? Thì URL trang web này á, là cái nơi cái trang đích để khách hàng nó nhấp vào quảng cáo thì nó dẫn qua đó, được không? Còn cái nhận ưu đãi này nó nằm đây các bạn, cái chữ này bạn thấy không? Thì khi khách hàng nó nhấp vào chữ nhận ưu đãi này, đấy, thì nó dẫn qua cái trang web này, nó dẫn qua trang web mà thì nó chỉ định trước đó, được không ạ? Đấy, thì như vậy á, bạn cảm thấy ok rồi á, thì bước tiếp theo bạn kéo xuống bên dưới, được không? Bạn bấm đăng là xong. Thì lúc này á, là bạn đã tạo được các chiến dịch quảng cáo trên Facebook thành công các bạn nha, được không ạ? Thì bước tiếp theo bạn tắt đi và bạn đợi Facebook nó duyệt thôi, được không ạ? Như Thiện cho bạn thấy này, ở bên ngoài Thiện đã chạy hai chiến dịch trước đó, thấy không? Đấy, một chiến dịch là combo tự target này, một chiến dịch là combo mà dùng cái tiệp đối tượng khách hàng tùy chỉnh này, một chiến dịch mà Thiện vừa chạy cho các bạn là cũng là tiệp đối tượng khách hàng tùy chỉnh, nhưng mà cái tiệp đối tượng lookalike, được không? Thiện chạy một lúc ba chiến dịch một lượt, đấy, chạy rất là phủ luôn nha, chạy rất là mạnh, được không ạ?
và hai chiến dịch hiển thị setup mới lúc sáng luôn, nhưng mà nó chưa có duyệt. Đấy, thì thời gian duyệt của Facebook á thì tầm khoảng một ngày các bạn nha, một ngày đến hai ngày thì cái quảng cáo chúng ta sẽ được chạy. Đấy, thì như vậy á là Thiện đã hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook chuyên sâu cho bạn rồi, đúng không ạ? Video này cực kỳ là chuyên sâu luôn, các bạn cần phải xem đi xem lại nha, và các bạn thực hành rất là nhiều lần thì các bạn mới làm được, đúng không ạ? Thiện chúc các bạn là tự mình có thể chạy được quảng cáo Facebook hiệu quả các bạn nhé. Nếu như video này hay á, bạn hãy cho Thiện một like nha, ủng hộ Thiện nhé. Và có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này, thì giải đáp tất tần tật cho các bạn về Facebook Ads, đúng không ạ? Đặc biệt Thiện có tin tức muốn truyền đạt tới các bạn đây. Các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh Lâm Thanh Thiện của Thiện, nhanh chóng đạt được 100.000 lượt subscribe thì Thiện sẽ public các khóa học SEO hoàn toàn miễn phí dành tặng cho tất cả các bạn, ai cũng có thể học được. Đó như là một lời tri ân Thiện dành cho tất cả các bạn luôn luôn ủng hộ Thiện trong thời gian qua, đúng không ạ? Thì sau đây Thiện giới thiệu một chút xíu về khóa học SEO này mà bạn nhận được sau khi mà kênh của Thiện đạt được 100.000 lượt subscribe. Rồi, thì đây là khóa học SEO mà Thiện dành tặng cho tất cả các bạn nếu như kênh YouTube của Thiện đạt được 100.000 lượt subscribe các bạn nha. Thì trong cái khóa học SEO này thì các bạn sẽ học được các kiến thức như là nghiên cứu thị trường, từ cái việc là nghiên cứu từ khóa cho đến là nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đúng không ạ? Rồi chương thứ hai đó là SEO on page, chương thứ ba đó là SEO off page. Thì với kiến thức mà cái khóa học SEO này mang lại á, thì sẽ giúp website của bạn có hàng chục nghìn khách hàng truy cập website mỗi tháng một cách hoàn toàn miễn phí các bạn nha. Thì khóa học này cái giá gốc hiện tại đang là 8 triệu đồng, được không ạ? Và Thiện đang giảm giá 25%, còn lại 6 triệu đồng. Nhưng mà khi kênh YouTube Lâm Thanh Thiện của Thiện đạt được 100.000 lượt subscribe thì Thiện sẽ public cái khóa học này ra công khai để dành tặng cho tất cả các bạn, ai cũng có thể học được. Đó như là một lời tri ân các bạn nha, được không ạ? Thì nếu như bạn thấy cái thông tin vừa rồi nó quá hấp dẫn, nó quá thú vị thì các bạn hãy đăng ký kênh Lâm Thiện ủng hộ Thiện nhé. Thì kênh Lâm Thanh Thiện này Thiện chia sẻ 4 kiến thức chính, 4 cái chủ đề chính các bạn nha. Chủ đề thứ nhất đó là kinh doanh, chủ đề thứ hai đó là khởi nghiệp, chủ đề thứ ba đó là kiếm tiền online, chủ đề thứ tư, chủ đề cuối cùng là các kiến thức marketing, được không ạ? Thì sau khi đăng ký kênh này các bạn sẽ không bỏ lỡ những cái video về 4 chủ đề này các bạn nha. Thiện hy vọng là cái kênh YouTube Lâm Thanh Thiện này sẽ nhanh chóng đạt được 100.000 lượt subscribe để dành tặng cái phần quà khóa học SEO đó dành tặng cho tất cả các bạn, được không ạ? Ok, bye bye các bạn.